Ngày xưa ngày xưa, ở làng nọ có một anh thanh niên tên Abe, nghèo khó nhưng vô cùng hiền lành, tốt bụng. Rét thế cơ chứ, chỉ muốn ôm cái lọ sưởi này mãi thôi. Sao năm nay tuyết rơi sớm thế nhỉ? Mình còn chưa kịp chuẩn bị đủ củi để dự trữ mà. Hình như có tiếng gõ cửa thì phải. Tối thế này rồi, ai còn đến nhà mình làm gì không biết. Ôi trời, thì ra là một con mèo đi lạc. Là mày cào cửa nhà tao ư? Tội nghiệp quá, trông mày đang rung lên vì lạnh kìa. Nào, vào đây với ta. Nào, vừa lạnh vừa đói đúng không? Ăn đi, nhà ta nghèo lắm, chỉ có món cá rán đạm bạc này thôi. Khổ thân, nhà mày ở đâu? Sao đêm hôm lại lạc đến đây thế hả? Mày không có nhà ư? Ta hiểu rồi, thế tạm thời ở lại đây cùng ta. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo vậy. Nào, xem mày mừng chưa kìa. Thôi, ăn đi kẻo đói. Thì ra là mày à, sao không ngủ ngoài kia mà lại chui trong chăn của ta thế? Sao, muốn ngủ cùng ta ư? Thôi được rồi, dẫu sao ta cũng ngủ một mình. Thôi thì vào đây cho ấm, ôm mày ta cũng đỡ lạnh hơn đấy. Từ hôm ấy, Abe để con mèo ở lại nhà mình. Anh chăm sóc nó, cho nó ăn, còn ngủ cùng nó như một người bạn. Đến lúc phải xây bột rồi. Giờ nhà mình đã có hai miệng ăn, phải chăm chỉ hơn mới được. Bột đã hết từ hôm trước rồi mà bận quá chưa kịp xây đây. Ơ kìa, sao bao bột lại để ấp thế này? Mình nhớ là hôm trước bao đã vơi gần hết rồi mà. Hay là mình nhớ nhầm ta? Chết thật, đản trí quá rồi. Coi như hôm nay được nghỉ sớm rồi. Ngày mai giao bột cho khách xong, chiều về xây tiếp vậy. Quái lạ, rõ ràng mình đã mang bột đi bán mà bây giờ bao bột lại để ấp rồi. Lần này thì chắc chắn không thể nhớ nhầm được. Không lẽ có ai vào nhà cho mình bột ư? Vô lý, nhà mình luôn khóa chặt, làm gì có ai vào được. Mà chẳng có ai rảnh rỗi vào đây cho mình bột cả. Kỳ lạ thật đó. Ta đi làm việc đây, mày ở nhà ngoan nhé. Mình rời khỏi nhà cũng được một lúc rồi, giờ trở về xem sao. Chắc chắn sẽ bắt được quả tang người vẫn lén lút xây bột cho ta lúc ta đi vắng. Đây rồi, tiếng máy xây bột. Sao là có người lẻn vào nhà mình xây bột thật. Nhưng cửa vẫn khóa mà, sao lại vào được nhỉ? Mà hắn làm như thế là có ý gì? Để ta xem, rốt cuộc là kẻ nào mà lại làm chuyện kỳ quái thế. Không biết hắn có ý đồ gì, dám đột nhập vào nhà lúc ta không có nhà ư? Ôi trời, là mày ư, mèo cứng? Thật không thể tin được, hóa ra người hàng ngày vẫn xây bột cho ta lúc ta đi làm lại là mày ư? Mày biết xây bột từ khi nào thế? Mèo cưng của ta, mày giỏi lắm. Có phải mày thấy ta vất vả nên muốn đỡ đần ta không? Xem ra ta nuôi mày quả không uổng chút nào. Ta thật hạnh phúc khi có mày ở đây. Nào, để tối nay ta chiêu đãi mày món ngon nhé, coi như bồi bổ cho mày đã làm việc vất vả. Món súp bánh trôi nhé, không tồi đúng không? Từ đó, Abe càng yêu quý mèo hơn. Chàng coi nó như người thân trong gia đình, hết lòng chăm sóc, yêu chiều. Abe, chàng ơi. Ôi, mèo cưng, mày biết nói sao? Cảm ơn chàng thời gian qua đã chăm sóc và yêu thương ta. Hôm nay ta có một việc muốn thỉnh cầu chàng giúp đỡ. Ôi, mày cứ nói đi, nếu giúp được ta sẽ sẵn lòng. Ta muốn đi hành hương ở Ice, xin chàng hãy cho ta đi 30 ngày, có được không? Đi hành hương ư? Để làm gì?
mà ở tận IC. Mèo có biết là IC cách đây rất xa không? Ta sẽ nói với chàng sau. Chàng chỉ cần đồng ý để ta đi là được rồi. Dù xa đến mấy, ta cũng phải đi. Được, nếu mèo đã nói như thế thì ta đồng ý. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ chuẩn bị đồ cho mèo lên đường. Được rồi, mày muốn đi IC, ta sẽ cho mày đi. Đi rồi về với ta nhé. Ta có chút tiền lẻ bỏ trong cái túi nhỏ này, mèo hãy mang theo. Có khó khăn gì thì còn có người giúp đỡ. Và đừng để lũ mèo hoang bắt nạt nhé, cả lũ chó hoang nữa. Đi cẩn thận rồi về với ta nhé. Được rồi, thôi đi đi kẻo muộn. Hy vọng mày sẽ được bình an, mọi sự như ý, và sẽ sớm trở về với ta nhé, mèo cưng của ta. Một tháng sau. Hôm nay tham việc quá, làm mà không để ý giờ giấc, trời tối lúc nào cũng không hay. Ơ, sao nhà mình lại sáng đèn thế kia? Lẽ nào có người trong nhà sao? Hay là trộm? Abe, chàng đã về rồi à? Nàng là ai thế? Sao lại ở trong nhà của ta? Sao lại biết ta? Em chính là con mèo nhỏ được chàng cưu mang, nuôi dưỡng suốt thời gian qua đây. Chàng không nhận ra em sao? Cái gì? Nàng là con mèo đó sao? Sao có thể chứ? Phải, em vừa mới trở về từ cuộc hành hương Ice kéo dài 30 ngày. Đây chính là chiếc túi mà chàng đeo vào cổ em trước lúc đi. Chàng nhớ chứ? Cái túi này... Ta có chút tiền lẻ bỏ trong cái túi nhỏ này, mèo hãy mang theo. Có khó khăn gì thì còn có người giúp đỡ. Và đừng để lũ mèo hoang bắt nạt nhé, cả lũ chó hoang nữa. Đi cẩn thận rồi về với ta nhé. Được rồi, thôi đi đi kẻo muộn. Đúng là cái túi này rồi. Vậy nàng là chú mèo đó sao? Thật không thể tin được, tại sao lại như thế? Thật ra em vốn là con người, nhưng vì đắc tội với gã phù thủy nọ mà bị hắn phù phép biến thành một con mèo. Hắn muốn lấy em làm vợ, nhưng em không chịu nên mới hại em ra nông nỗi này. May nhờ gặp được chàng đã cưu mang yêu thương em. Nhờ vậy em có thể đi hành hương mới hóa giải được bùa phép và trở lại làm người. Ngay từ khi còn trong lốt mèo, em đã yêu thương chàng và muốn được làm vợ chàng. Nếu chàng không chê, em nguyện chăm sóc cho chàng suốt đời. Ta bất ngờ quá. Chàng có đồng ý lấy em làm vợ không? Được lấy nàng là phúc phận của đời ta. Cảm ơn chàng. Cảm ơn nàng đã đến bên ta. Sau đó, chàng Abe đã lấy cô gái mèo làm vợ. Cả hai sống bên nhau, hạnh phúc mãi mãi. Sưởi ấm thế giới. Chúc mừng sinh nhật 9 tuổi, con gái yêu. Ôi, món quà ao ước của con. Con cảm ơn ba mẹ ạ. À. Con thích lắm, thích lắm. Mẹ ơi, con sẽ giữ gìn bộ sưu tập gấu bông này. Đến khi nào lớn lên, con cho con gái của con, rồi cho cháu gái của con nữa, mẹ nha. Ừ, con nhớ giữ gìn cẩn thận nhé. Chú mèo xinh quá. Mày từ đâu đến thế? Sao mày lại ở đây? Emily, mèo ở đâu thế con? Nó đi lạc vào nhà mình hay sao ấy mẹ à? Mẹ ơi, hình như nó đang rất đói. Hay mình cho nó ăn chút bánh đi mẹ. Hay là con cho nó uống sữa tươi của con nha. Con thả nó xuống đi. Nhưng... Nó là một con mèo hoang, nhìn chẳng sạch sẽ gì, lại còn có vẻ yếu ớt nữa. Lỡ nó có bệnh gì lây cho con thì sao? Con thả nó xuống đi, rồi mình cho nó ăn sao? Anh à, em liên lạc với trạm cứu hộ động vật rồi.
Họ nói ngày mai mình có thể mang con mèo đến ngay. Nhưng con muốn nuôi em ấy. Ngoan nào, ba sẽ mua cho con thật nhiều gấu Tết đi. Còn con mèo này thì mẹ con nói đúng đấy, phải đưa đến trung tâm cứu trợ động vật, ở đó có điều kiện kiểm tra sẽ tốt hơn. Con nghe lời ba mẹ đi. Nào, cháu đưa em ấy cho chú nhé. Anh Jem, trạm này hoạt động hoàn toàn dựa vào hỗ trợ của địa phương hả anh? Anh thấy đấy, số lượng chó mèo bị bỏ rơi càng ngày càng nhiều. Trạm này dần dần trở nên quá bé nhỏ rồi. Không biết còn đủ chỗ cho chúng không nữa. Tiền thức ăn, tiền chữa bệnh cho chúng, nếu chỉ dựa vào hỗ trợ thì không thể đủ được. Cũng phải nhờ vào sự quyên góp nữa. Số phận chó mèo ở đây đều hoàn toàn dựa vào lòng nhân ái của con người. Emily, muộn rồi đấy, dậy ăn sáng đi con à. Emily, Emily, trời ơi, con gái của chúng ta đâu rồi? Em đừng có cuống lên như thế, con bé không sao đâu, để anh suy nghĩ xem thế nào. À, chúng ta thử đến đó xem sao. Anh đoán con bé đang ở đó. Chuyện gì thế cháu bé? Cháu muốn đưa chú túi này ạ. Nào, buổi sáng đẹp trời thế này, chú không muốn là nạn nhân của trò đùa cợt không vui vẻ này đâu. Ở đây chỉ nhận động vật sống, không nhận gấu bông nhé. Cháu mang về đi. Không ạ, không phải đâu. Cháu muốn tặng số gấu bông này để chú bán đi lấy tiền nuôi những em chó và em mèo ở đây ạ. Thật sao? Dạ, đây là cả gia tài quý giá nhất của cháu ạ. Cháu không có tiền, chỉ có gấu bông thôi. Trong đây có cả em Teddy vẫn sưởi ấm cho cháu hằng ngày đó ạ. Nhưng mà cháu nghĩ những chú chó mèo ở đây sẽ cần nó hơn cháu. Emily, cháu thật là một cô bé tốt bụng. Nếu mà ai cũng như cháu thì chú gấu Teddy này không chỉ sưởi ấm cho cháu đâu, mà có thể sưởi ấm cho cả thế giới đấy. Chiếc bánh hamburger. Như vậy chắc là đủ rồi. John ơi, John. Tôi đây ạ. Ông chủ có việc gì sai bảo? Cậu đi đặt thêm số lượng này cho tôi. Tuần sau sẽ có lễ hội diễn ra. Ta đã đăng ký một gian hàng ở hội chợ. Đây là một cơ hội làm ăn rất tốt cho chúng ta. Liệu chúng ta có đang liều quá không ạ? À? Tôi chỉ e... Phải liều thì mới thắng được. Anh cứ làm theo những gì tôi dặn đi. Dạ. Nhớ lau bàn và xếp ghế cho ngăn nắp vào nhé. Mà số thịt ta dặn đã mang về hết chưa? Dạ, tôi đã làm đúng theo lời dặn của ông chủ ạ. Ừ, tốt lắm. Mời, mời mọi người vào thưởng thức món bít tết cùng bánh mì thơm ngon nóng hổi của quán chúng tôi ạ. Mùi bít tết thơm ngon quá. Chúng ta vào ăn nha. Nhưng nếu vào đây ăn thì sẽ rất mất thời gian. Mà lễ hội có nhiều trò chơi hay lắm. Chúng ta mua bánh mì thôi. Ông chủ bán cho tôi 3 chiếc bánh mì nhé. Dạ. Sao số lượng khách vào quán ít như vậy cơ chứ? Ông chủ, tôi nghĩ quán chúng ta quá xa lễ hội. Mà mọi người đều muốn đi tham quan, nên có lẽ chúng ta phải thay đổi phương thức thôi. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Tôi có ý này. Hay là chúng ta sử dụng những chiếc đĩa giấy để đựng bít tết thay cho đĩa sứ? Như vậy mọi người có thể mang đi xa. Đó không phải là một ý kiến hay. Vì mỡ dính ở bít tết có thể thấm ra giấy, sẽ làm giấy bị ướt. Nhưng thôi, cứ làm theo ý cậu đi. Vì tạm thời cũng chưa nghĩ được cách nào tốt hơn. Hôm nay lượng khách vào vẫn ít vậy à? Dạ, vẫn thế thôi ạ. Đã mấy ngày trôi qua rồi, không nhẽ ta bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế này sao? Chắc ta sẽ phải bán rẻ lại số thịt bò đã mua để gỡ lại vốn thôi. Ghét quá. Cứ có người cắt vụn bánh mì ra vương vãi khắp ra cả nền nhà. Bẩn ơi là bẩn. Anh nói sao?
Cắt vụn bánh mì ra ư? Dạ, một số người vẫn có thói quen như thế ạ. Họ bảo ăn như thế ngon, bánh lại không bị khô. Vậy hả? Tôi cũng muốn thử. Anh hãy cho tôi một chiếc bánh mì cùng đĩa bít tết ra đây nhé. Dạ. Dạ, cũng ngon đấy. À, có cách rồi. Miếng thịt này dày quá, phải thử lại mới được. Dạ, cũng ngon đấy. John ơi, lại đây thử món bánh mì mới của ta nào. Nhìn nó hấp dẫn quá. Ông chủ, tôi thấy chiếc bánh này thiếu thiếu vị gì đó. Nếu ăn nguyên thịt như thế này sẽ bị ngấy ạ. Đúng rồi. Thật tuyệt. Chiếc bánh kẹp thịt này hòa quyện giữa vị béo ngậy thơm ngon của thịt cùng với sự tươi mát của rau lại không bị khô. Quả là một món ăn tuyệt vời. Chúng ta vẫn sẽ bán được cả thịt bò lẫn bánh, mà khách lại có thể mang đi khắp nơi. Trông rất ngon đấy ông chủ. Cảm ơn anh. Chúc anh ngon miệng. Cho tôi ba ổ bánh mì kẹp thịt đi. Có ngay. Sáng tạo luôn được nảy sinh từ trong khó khăn đã giúp quán ăn của Chalina Rin đắt khách nhất mùa lễ hội năm đó. Chalina Rin là người đã đặt dấu ấn quan trọng cho chiếc bánh hamburger. Và về sau, chiếc bánh này đã trở nên thông dụng trên khắp thế giới, trở thành một món ăn được rất nhiều người ưa chuộng, vừa nhanh, ngon lại tiện lợi. Trưởng thành. Hôm nay lại bán không hết củi à mình? Ừ, dạo này đang vụ nông nhàn, dân họ cũng đi kiếm củi nhiều, thành ra bán chậm lắm. À, mà thằng Tí đi học về chưa? Con chào ba mẹ. Con đi đâu mà về muộn thế, lại còn mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế kia? Dạ, con đi chơi trận giả với mấy đứa trong làng ý mà. Hôm nay chơi vui lắm, vèo cái trời đã tối rồi. Ham chơi quá, chả lo học hành gì cả. Con không nên theo bạn bè chơi bời suốt ngày như vậy. Ờ, thì con biết rồi. Mẹ ơi, mẹ nấu cơm xong chưa? Con đói rồi. Cơm nước xong xuôi cả rồi đây. Rửa tay đi, chuẩn bị ăn thôi. Dạ. Mà mẹ ơi, thằng Tèo nhà bác Tư ấy, rõ là sướng. Ba nó hôm rồi lên huyện, mua cho nó bộ quần áo rõ là đẹp ấy. Rồi cả đôi dép mới nữa chứ. Mẹ, mẹ mua cho con một đôi dép mới đi. Con trai, đợi đến năm mới, ba mẹ sẽ mua quần áo và dép mới cho con. Nhà ta không dư giả gì. Nay mua cái này, mai mua cái khác sao được. Ba, ba mua cho con đi mà. Con thấy kìa, hôm nay củi bán còn ế. Ba lo được tiền ăn học của con là may mắn lắm rồi. Con phải chịu khó. Ôi, ba mẹ, không có thương con. Chiều nó quá không ổn. Có lẽ đã đến lúc dạy cho nó biết chịu khó, chịu khổ, biết nghĩ đến người khác rồi đây. Con sang nhà bạn Tèo chơi nha. Con trai, hôm nay ba hơi mệt, con phải đi vào rừng kiếm củi cùng ba rồi. Cái gì? Con đi kiếm củi hả ba? Đúng vậy. Ờ, nhưng bình thường ba vẫn bảo con cần tập trung học hành mà. Con... Thì vẫn là như thế, nhưng con cũng nên tranh thủ thời gian giúp đỡ gia đình chứ. Cái gì cũng có khó khăn lúc đầu, con sẽ làm được thôi. Dạ. Ôi, con mệt quá. Không ngờ việc này không đơn giản như con tưởng. Con mới gom được một bó củi mà đã mệt à con trai. Nào, lại đây ba dạy cho con bổ củi. Ui da. Cầm chặt cán rìu, nếu không con sẽ bị đau tay đấy. Ba ơi, con không thể bổ củi được đâu. Mấy thân củi mục, sao ba không vác luôn xuống chợ mà bán? Bổ ra làm gì? Để thế thì ai mua hả con? Mình phải bổ ra, khách mua về chỉ đốt thôi. Ôi! Ba ơi, con mệt quá. Chắc con không làm được việc nặng thế này đâu. Từ mai con sẽ ở nhà, con sẽ phụ giúp cho mẹ.
Tí à, ra giúp mẹ phơi quần áo, còn nồi canh đang sôi trên bếp nữa đó con à. Nắng quá mẹ ơi, một lát con phơi. Bây giờ không phơi thì hết mất nắng. Thế vào bếp trông cho mẹ nồi canh, để đấy mẹ phơi cho. Con biết rồi. Sao thế con? Sao thế? Có chuyện gì vậy? Nóng quá, nóng quá. Thôi được rồi, để đấy cho mẹ. Mình thật là vô dụng, học không tới nơi, lại chẳng giúp đỡ ba mẹ được việc gì hết. Mình đem túi cơm này đi, kẻo về muộn lại đói. Cảm ơn mình, tôi đi nhé. Ba ơi, ba cho con đi cùng ba nha, con phụ giúp ba bán củi ngoài chợ. Con xin đi cùng ba ư? Dạ vâng. Ba ơi, từ nay con sẽ không đòi ba mẹ mua quần áo mới nữa. Hết giờ học, con cũng không đi chơi nữa. Con ở nhà phụ giúp mẹ, giúp ba. Con đã hiểu được nỗi vất vả của ba mẹ rồi đúng không? Từ giờ, chơi bời ít hơn một chút, chăm chỉ học hành hơn một chút là ba mẹ vui rồi, nghe con. Dạ, vâng ạ. Vườn cà rốt xóm thỏ. Ôi, nước hết mất rồi. Anh thỏ ơi, anh cho tôi xin ít nước được không? Chỉ còn tưới mỗi luống này nữa là xong rồi. Giờ phải ra tận bìa rừng gánh nước thì thật chẳng bỏ tẹo nào anh ạ. À, mình còn nhiều nước đây, nhưng công sức gánh nặng đường xa mà cho chị ấy thì tiếc quá. Thôi tiếc lắm. Nước của tôi cũng sắp hết rồi chị à. Vậy tôi phải ra bìa rừng gánh thêm vậy. Chào mọi người. Chào chị thỏ trắng. Chúng tôi vừa từ khu rừng bên kia về. Mấy ngày liền bên đó mưa to gió lớn, tất cả các vườn cà rốt đều bị ngập nước rồi chị ơi. Trời, cà rốt mà ngập nước là hỏng hết rồi. Nhà anh thỏ nâu thì còn ít cà rốt, nhưng chắc chỉ ăn được vài ngày thôi chị. Cà rốt hỏng hết thì họ biết sống thế nào cơ? À, cơ hội làm giàu đến rồi. Mình phải nhân cơ hội này, bán cà rốt với giá thật cao mới được. Thế nào mà họ chả phải mua cơ chứ. Hả, chắc chị ta cũng tính mang cà rốt đi bán đây mà. Mình phải nhanh tay hơn mới được. Cà rốt tươi ngon đây, mọi người mua nhanh tay kẻo hết nha. Cà rốt kìa, bà con ơi, phải đến mua nhanh mới được. Cà rốt này bán thế nào hả anh? 20 đồng một củ nha. Sao giá cao thế? Gấp đôi cả bình thường ấy chứ. Nếu không mua thì tôi mang về vậy. Nhà chẳng còn củ cà rốt nào, không mua thì biết lấy gì mà ăn bây giờ. Đành phải mua thôi bà con ơi. Anh bán tôi một túi đi. Bán cho tôi 3 túi, cho tôi 2 túi nha. Được rồi, được rồi. Mọi người đừng chen lấn, rồi ai cũng sẽ có thôi. Cháu ơi, già còn có chút tiền, cháu bán rẻ cho già 1 túi có được không? Cháu không bán rẻ được đâu. Vậy thôi. Mọi người ơi, ở bên kia có cô thỏ trắng đang bán cà rốt với giá rất rẻ. Gì cơ? Thế thì tốt quá, ta lại mua thôi bà. Thỏ trắng đáng ghét, chắc lại bán phá giá để cạnh tranh với mình đây mà. Giá mà không có chị ta sang bên khu này bán thì mình có phải kiếm được nhiều hơn nữa không? À, có cách rồi. Trời, sao lại có viên đá đứng chắn ở đây thế này? Nặng quá. Lúc trước tôi thấy anh thỏ cố tình đặt tảng đá giữa đường đấy chị. Vậy sao? Trời nóng quá, xuống sông rửa mặt cho mát thôi. Ôi, tiền của tôi. Ôi, có ai không? Cứu tôi với. Trời ơi, hình như có người gặp nạn. Lạnh thỏ, cứu tôi với. Bám vào đây đi. Cảm ơn mọi người. Anh có sao không? Hãy để chúng tôi đưa anh về nha. Tiền, túi tiền của tôi rơi xuống sông mất rồi. Thôi, xem như của đi thay người, giữ được mạng sống là tốt rồi. Nếu chị cũng mất hết số tiền bán cà rốt mấy ngày qua, chị có bình tĩnh được không?
Chị thỏ trắng mang cà rốt đi chia sẻ cho mọi người mà. Chị ấy có bán đâu. Chị thỏ trắng... Vậy là chị... Không phải mang đi bán sao? Chị ấy bán rẻ như cho ấy. Tôi thấy chỗ chúng ta trồng trọt tương đối dễ dàng. Có của dư nên thấy mọi người lâm vào hoạn nạn. Tôi giúp đỡ ít nhiều thôi. Ừ. Chúng ta về thôi. Chắc chắn mọi người cũng sẽ góp cho cậu ít cà rốt. Vì giờ cậu có còn gì để ăn đâu. Phải không mọi người? Nhất trí. Nhất trí. Cảm ơn mọi người. Mọi người tốt với tôi quá. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.